ở dưới là biển. Cái đường đi lên chỗ này rất là khó nha cả nhà. Cái cung đường á nó cong, rất là cong và đường hơi hẹp. Nếu mà mình thấy một cái chiếc xe bus chạy ngược với mình đó là mình linh, là linh teo hết luôn á. Nhau quá trời nè. Linh quay một chút xíu thôi, tại vì cái đường này nó hơi hơi sốc đó cả nhà. Quay cho mọi người coi cái cảnh bên Ý. Cái thành phố này là Potosi, thành phố này cũng lớn. Trên cái đường tụi Linh đi tới cái núi lửa đó thì cái này là một cái ví dụ thôi nha. Tại vì mấy cái thành phố ở Ý nó đông kinh khủng như vậy nè, và mình kẹt xe đó không có chỗ đậu xe luôn á cả nhà. Tìm cái chỗ đậu xe mệt gần chết rồi. Hôm kia mấy hôm bữa trước tìm cái chỗ đậu xe thôi mà đi ăn không được, phải đi về 11 giờ 10 giờ tối về, cái bụng trống rỗng, tại vì không tìm được cái chỗ đậu xe, tìm được cái nhà hàng mà không có chỗ đậu xe đó, cho nên phải đi vòng vòng vòng, cuối cùng đi về. Mọi người nhìn đi, thành phố này cũng hiện đại ha. Lên quay chút xíu thôi, tại vì cái đường nó lót gạch, không có bằng phẳng. Giờ Linh nghĩ là không phải không bằng phẳng mà tại vì xe chạy nhiều quá cho nên cái đường nó sẽ không còn đẹp nữa. Và bây giờ thì mình đi đây, nóng kinh khủng, nóng luôn. Đúng là mỗi cái xứ họ có một, mà có một cái tính chất địa lý riêng. Linh nghĩ là Linh chịu nóng nó giỏi nha, và cuối cùng bây giờ thật sự là chịu nóng không nổi. Hiện tại bây giờ là 31 độ, coi xe Linh nó đổ mồ hôi luôn nè. 31 độ mà trưa là gần 40 độ luôn á cả nhà, cho nên nói chung là cái da của Linh nó bị cháy đen thui luôn rồi. Đau lòng nhất là cái vụ đó thôi, chứ còn mấy cái vụ kia thì không có mệt. Mọi người thấy nhích 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 không, mà thấy không? Chào cả nhà đã trở lại Chào kênh bà của xin. Linh. Mọi người biết Linh đang ở Ừ. trên ở đâu không? Linh đang ở trên một chiếc xe bus để đi lên cái ngọn núi lửa. Thì khi mà Linh đến đây á, thì mình phải đậu xe và mình phải đăng ký cái chỗ đậu xe nha cả nhà. Tại vì chỗ này rất là đông người tham quan, và cái chỗ đậu xe nó có chút xíu thôi, cho nên mình phải, hồi nãy lu bu quá nên không có quay cái chỗ đậu xe cho mọi người coi luôn. Và mình đậu xe ở cái chỗ cái bãi đậu xe là 10 euro. Sau đó thì mình phải đi lên, và vì để đi lên trên đó thì mình phải mua vé một người là 3 euro đi bằng bus lên trên đó và đi về. Chứ nếu mà không đi lên trên cái đỉnh núi, mọi người nhìn thấy cái nút phía sau của Linh đó, không phải cái nút cái đỉnh mình đi lên đâu, còn phía trước nữa, nhưng mà rất là xa, mình lội không có nổi, cho nên mình mua vé đi xe bus 2 chiều. Gặp lại mọi người trên đỉnh núi nhé. Trời nóng quá trời nóng, cho nên bác tài mở cửa luôn, không có đóng xe lại. Mọi người có thấy, có bao giờ thấy chạy bus mà không đóng xe không? Thật là ngưỡng mộ luôn á. Bây giờ mình bắt đầu đi định lên cái đỉnh núi lửa đã nguội nha, chứ không phải đang nóng nha cả nhà. Và trên cái mấy cái núi này hình như nó quá khô đi, cho nên nên tích xúc cái cây, và cái cây đó, nó có cây thì cũng có ít lá lắm, giống như là bị khô bị chết. Cảnh hoàng hôn, một bên là núi, một bên là biển, thật sự rất là thơ mộng. Và mọi người đây, nên quay lại cái cảnh hết thơ mộng cho mọi người xem đá của núi ở trên này. Mây quá trời còn đẹp để quay. Trăng lên rồi, hồi nãy nói trăng lên nhưng mà chưa cho mọi người thấy, bây giờ thấy được trăng rồi đó. Đường còn rất là xa. Gia đình Linh hy vọng là trên đó có cảnh gì đó đẹp cho mình coi.
Chứ đi lên trên đó chỉ có cảnh núi lửa không thì cũng quái lắm. Hello Gâu Gâu, mày giữ cửa hả? Đó là con chó nó theo nãy giờ luôn. Mọi người nhìn cái đất đá ở đây á, nó khác với những cái núi khác. Nó cái dạng đá bọng nè cả nhà. Mình phải lên tích ở trên đó đó. Có trăng, có hoàng hôn. Nhìn như vậy thôi đỡ mệt. Chứ thật ra thì quay cho mọi người vậy thôi chứ đói dữ lắm luôn. Nhớ nha, ở bên đây ít có nhà hàng nào mở cửa trước 8 giờ tối. Cho nên mọi người đi chơi ở cái vùng này á, mọi người phải đem đồ ăn theo. Linh nói vậy thôi chứ Linh cũng quên đem đồ ăn theo rồi. Có hả? Bữa sau anh xã Linh đã có, mừng quá. Nè, cảnh cái view đẹp ghê không cả nhà. Đẹp quá. Có thể chụp cho em một tấm không? Một tấm một thôi. Nè, chụp vậy đi, chụp vào máy anh. Đang đợi anh xóa chụp hình. Ok, cảm ơn. À, cách xa con chó nó theo con kìa. Đúng là con vật đó, nó biết người nào thích nó hả? Tại con lên nó mê mấy con chó lắm. Con mèo nữa. Đi tới đâu là mấy con chó con mèo cũng đi theo nó hết. Cuối cùng thì cũng tới rồi cả nhà, tới cái đỉnh của nó. Thì Linh nói về cái ngọn núi này cho mọi người nghe. Là cái ngọn núi này, ngọn núi lửa này từng phun trào năm 79 sau công nguyên, và nó đã tàn phá cái khu vực phía dưới này. Đây là những cái thành phố giống như là Herculinum, rồi thành phố Pompeii và một số cái thành phố nhỏ nữa, và làm thay đổi cái dòng chảy của dòng sông và nâng cái mặt biển lên. Thì cái đợt mà động đất với lại núi lửa xảy ra lần cuối đó là năm 1944. Hiện giờ nó vẫn còn hoạt động đó nha cả nhà, nó vẫn còn hoạt động âm ỉ. Thì chính người ta đang lo cho cái số dân số ở đây nè. Tại vì cái dân số ở đây là khoảng 3 triệu người. Mà dần dần 3 triệu người là thống kê chính thức thôi, còn những cái cư dân trái phép thì chưa có thống kê được. Người ta đang lo là nó sẽ hoạt động trở lại. Và mình cũng gan á chứ, mình đi lên đây mình coi luôn. Rồi chính quyền là muốn di cư nhưng mà chưa có thành công, và cái tiền di cư nó quá mắc, cho nên bây giờ người ta vẫn sống ở đây. Và mình tới đây mình du lịch. Máy bay bay trên bầu trời. Ở đây nhìn trời thoáng lắm. Mình thấy nó nhưng mà mình quay không được. Đây đây đây. Đẹp ghê hả cả nhà. Thiên nhiên hùng vĩ nhưng mà vẫn là thật sự vẫn là rất kinh khủng. Đây chính là dung nham,
tàn tích của núi lửa. Đúng là thiên nhiên kinh khủng thiệt hết cả nhà ha. Mà con người thì càng kinh khủng hơn nữa. Biết là nó sẽ hoạt động trở lại đó. Cái điều này á, cái đang bình yên như vậy nè cả nhà, thật sự luôn. Đang bình yên như vậy mà còn kẹt xe cả đống ở đây. Lỡ mà tàn tích xảy ra thì mình không biết làm sao mà cứu nổi người ta luôn á. Ủa sorry, nó hoạt động trở lại thì không biết làm sao mà cứu nổi người ta luôn. Đi trên này á, leo lên tới cái đỉnh này á, chắc chắn là thở hì hà hì hụt luôn á, dù cho thanh niên trai tráng. Có ba người đi leo lên sau tụi Linh á, mà người ta vẫn thở quá trời luôn. Tại vì cái dốc này mọi người thấy không, dốc nó đứng như vậy nè. Mà công nhận, nhìn thì sợ, nhưng mà nó rất là đẹp. Cái ngọn núi này chính là ước mơ của ông xã Linh được leo lên. Tại vì khi mà mọi người theo dõi cái kênh của Linh á, biết là tụi Linh đã từng hai lần qua Ý rồi, nhưng mà không có đi qua cái vùng này và không có lên được cái chỗ này. Thì anh xã Linh anh rất là tiếc nuối. Và cái lúc mà mình tới đây hơi trễ rồi đó, chỗ xe đậu kín hết rồi. Cái anh xã Linh mọi người nói thôi đi về đi. Anh xã Linh buồn quá trời buồn. Thôi thì cố gắng leo lên cho anh vui. Anh làm nhiều vì mình rồi mà. Cái mùi than đá vẫn còn cả nhà. Bây giờ sâu kinh khủng luôn. Nhìn vào hình á, nhìn vào phim đúng là con mắt của mình á, nó hay lắm cả nhà. Giống như một cái thấu kính mà gọi là 1.000.000% tỉ mỉ chính xác. Mình nhìn có độ sâu, độ cao, độ sáng đủ hết. Chỉ còn một cái nhìn thôi là thấy hết. Còn cái camera của mình á, mình quay không có tới được hết. Linh đi tới đây rồi, Linh leo xuống. Tại hai đứa nhỏ nó dừng chân ở chỗ kia rồi, nó leo hết nổi rồi. Cái ngọn núi này là cũng thuộc vùng Naples nha cả nhà. Cái vùng này là vùng biển, nhiều đồ biển ngon lắm, mà giá cả cũng phải chăng lắm, không có mắc đâu. Mọi người đến đây là mọi người thử đi nhé. Linh thì fan của đồ biển rồi, cho nên chắc chắn là phải ăn. Linh nói là Linh đi tới đây thôi thì xuống, nhưng mà thấy còn đẹp quá, cho nên quay thêm chút nữa cho mọi người xem luôn. Đây là điểm dừng chân thứ hai để mọi người có thể nghỉ ngơi ăn uống. Ây da, cả nhà ơi, thôi Linh đi xuống đi để còn đi ăn nữa. Để Linh tìm được cái quán ăn nào ngon ngon Linh sẽ chia sẻ cho mọi người nhé. Bye bye ngọn núi thiêng. À quên nữa, sorry, mới thấy cái vật lạ lạ này thôi, quay cho mọi người xem luôn rồi xuống. Không biết ở đây là do thiên nhiên hay là do con người, Linh nghĩ là do con người tạo ra. Chắc họ có một cái workshop hoặc là cái gì đó, họ làm mấy cái này để cho mọi người xem. Và họ rào lại như vậy nè, nghĩa là nó cũng quan trọng á. Thành phố ở dưới đã lên đèn rồi. Đẹp quá cả nhà hả? Mê ơi là mê luôn, công nhận. Nước Ý lớn thật. Nước Ý, Pháp, Đức. Nói chung là mấy cái nước mà tiệp khắc nè.
và Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, cảnh thiên nhiên thực sự là rất là đẹp. Mình mà nếu mà mình ở mấy cái nước này á, mình qua Hà Lan chơi thì mình sẽ hơi chán đó, tại vì nó bằng phẳng, nó không đẹp lắm. Nhưng mà mấy cái nước này thì cảnh quá đẹp cả nhà ơi. Mình đi xuống cả nhà ơi. Mà Linh đã đi qua một cái đoạn này rồi. Cái đoạn này lúc mà đi lên á thì Linh không có quay cho mọi người xem. Bây giờ đi xuống thì Linh thấy nó cũng hay nên Linh quyết định quay lại cho mọi người xem luôn. Trên đây không có đèn đốm gì đâu nha cả nhà. Máy Linh hơi bị rung. Giờ này mà vẫn còn người ta chạy xe đạp lên núi nữa cả nhà, chạy một group luôn á. Lên đó luôn đó. Gan thiệt ha, gan thật luôn á, chạy tích lên đỉnh luôn á. Hồi nãy Linh thấy nhưng mà tại vì mình đi xuống á, tụi mình leo núi quá trời mệt rồi cho nên bây giờ tụi mình vào ăn sushi. Thì tại vì á ở đây nhiều đồ Ý lắm nhưng mà con mình nó thích ăn sushi cho nên mình phải đi ăn sushi, với lại nghe cái nhà hàng là được 4,5 sao ở cái khu vực này cũng gần cái chỗ nhà mình nên mình vào mình ăn luôn. Đại đa số ở nhà hàng của Ý là không có menu mà cái menu giấy. Bây giờ họ scan như vậy nè. Không biết bên Việt Nam của mình có phổ biến không, nhưng mà bên Hà Lan á thì Linh thấy chưa có phổ biến cái dạng kiểu như vậy. Cái nhà hàng này á nhìn đồ tươi quá trời luôn nhưng mà mình không có quay bên trong được. Đây là bộ sạch. Bây giờ nhà Linh sẽ thưởng thức cái món sushi này. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Linh xin lỗi cả nhà nhiều vì thật ra là có những nơi mà lần đầu tiên Linh tới cả nhà, giống như cái ngọn núi này thì mình không biết cái cảnh quan nó như thế nào. Mình cũng muốn là truyền tải là cái cảnh đẹp cho mọi người xem. Và thật sự là nếu mà mọi người đi vào cái thời điểm này thì rất là đẹp luôn. Nhưng mà Linh quay thì nó lại không có đẹp lắm để mọi người thưởng thức. À, Linh mong cả nhà thông cảm và tiếp tục theo dõi hành trình khác của Linh nữa nhé. Chúc cả nhà một ngày thật vui.